đền Đa Hòa, xưa thuộc tổng Mễ Sở, huyện Đông Anh, tỉnh Hưng Yên, nay thuộc xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đền Đa Hòa là một trong những nơi thờ chính của Đức Thánh Chư Đồng Tử, người được tôn là một trong tứ bất tử của thần linh Việt Nam. Chư Đồng Tử được thờ cùng với nhị vị phu nhân là Tiên Dung Công Chúa, con gái Vua Hùng thứ 18, người được phong tặng là Thượng Tôn Thần Đẳng, Thiên Tiên Tôn Thần, và nhị phu nhân là Tây Sa Công Chúa, được phong tặng là Lội Trạch Tây Cung Công Chúa Huyền Diệu Tôn Thần. Truyền thuyết về Chư Đồng Tử và Tiên Dung qua hàng ngàn năm vẫn được truyền tụng. Vua Hùng thứ 18 có người con gái tên là Tiên Dung. Năm 18 tuổi, nhan sắc tuyệt trần, nhưng nàng lại không có ý định lấy chồng, chỉ thích du ngoạn những nơi danh nam thắng cảnh của đất nước. Vua cha chiều con để cho nàng thỏa chí. Bấy giờ tại làng Trừ Xá, nay thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, có ông Trừ Củ Vân, vợ là Bùi Thị Gia, sinh hạ được một người con trai tên là Trừ Đồng Tử. Người vợ chẳng may mất sớm, để lại gia cảnh gà trống nuôi con. Một ngày nọ, hỏa hoạn thiêu cháy toàn bộ gia sản, hai cha con chỉ còn độc một chiếc khố vải. Vì thế chỉ khi ai đi đâu mới dùng khố. Một ngày kia, người cha ốm nặng, trước khi chết đã dặn lại con rằng: khi nào cha chết, con cứ chôn ta mình trần, giữ cái khố mà mặc. Khi người cha qua đời, Trừ Đồng Tử không đáng tâm để cha thân trần, sẵn lòng hiếu thảo. Trừ Đồng Tử đã lấy khố quấn cho cha trước khi chôn, còn mình đành để mình trần chịu cảnh đói rét. Khâm niệm cho cha xong, Trừ Đồng Tử phải đi tha hương cầu thực, ngày ngày ngâm mình dưới nước để kiếm cá, đổi lấy thức ăn của thuyền bè qua lại. Một hôm, công chúa Tiên Dung du ngoạn trên sông qua nơi Trừ Đồng Tử đang sinh sống. Cổng chiêng nổi lên, đàn sáo hòa nhịp, cờ lọng dập trời, có đông đảo tùy tùng hộ tống nàng. Trừ Đồng Tử thấy thế sợ quá, chạy lên vùi mình xuống cát ẩn nấp. Làng công chúa thấy cảnh nơi đây tươi đẹp, trên đầu có một vầng mây ngũ sắc, làng đã cho thuyền dừng lại và bước lên bãi cát để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây. Cảm thấy đây là nơi sạch sẽ, nàng quyết định tắm mát. Thế là màn được che lên bốn phía, cho Tiên Dung ở trong đó. Chút bỏ xiêm y, nàng dội nước lên tấm thân ngọc ngà và ngất ngây thưởng thức sự dịu mát do dòng nước đem lại. Nước chảy trôi cát đi để lộ dần ra thân hình cường tráng của Trừ Đồng Tử. Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng công chúa đang độ tuổi trăng tròn, trong như ngọc, trắng như ngà, với chàng trai phơi phới tuổi xuân. Cả hai đều ở trong tư thế tự nhiên như núc nọt nọng. Công chúa bàng hoàng, xấu hổ, lo sợ hỏi rằng: người là ai, sao lại ở chốn này? Trừ Đồng Tử kể lại với nàng về cuộc đời khổ cực của mình. Nghe xong, công chúa cảm động mà rằng: ta nguyện không lấy chồng, nhưng nay cơ sự thế này, chắc là nguyệt não muốn xe duyên cho chúng ta. Nói xong, nàng sai người lấy quần áo rồi mời chàng lên thuyền mở tiệc vui. Trừ Đồng Tử không dám chấp nhận cuộc hôn nhân. Tiên Dung bảo rằng: chúng ta gặp nhau như thế là do ý trời, sao dám cưỡng lại? Chàng đành phải thuận theo. Chuyện đến tai, Vua Hùng nổi cơn thịnh nộ. Tiên Dung sợ, không dám trở về, đành từ bỏ cuộc sống nhung lụa, ở lại bến sông cùng chồng làm lông dệt vải, dựng chợ làm nghề buôn bán. Vùng đó ngày càng thịnh vượng, dân cư tập trung đông đúc, dần dần trở thành một cái chợ lớn là chợ Thám, còn gọi là chợ Hà Nương, và nay là chợ Đa Hòa. Khách buôn ngoại quốc đều xem làng như là người đứng đầu trong vùng. Có một nhà buôn khuyên Trừ Đồng Tử đi đến các vùng biển xa làm ăn buôn bán, và Trừ Đồng Tử đi theo. Tới vùng núi Quỳnh Lãng, chàng trèo lên ngắm cảnh và vào thăm một chiếc am sơ sài dựng tít trên đỉnh núi. Thấy Đồng Tử có dáng người tiên cốt, nhà sư bèn truyền cho đạo pháp. Trừ Đồng Tử nhận ở lại học đạo, sau một năm mới về nhà. Sư Phật Quang cho chàng một cái gậy, một cái nón, và dặn rằng những quyền phép màu nhiệm đều ở cả trong gậy và nón này. Đồng Tử nhận quà và cáo biệt. Về nhà, chàng truyền đạo cho vợ. Tiên Dung giác ngộ, bỏ nghề buôn bán. Hai vợ chồng lại cùng nhau đi học đạo. Một ngày kia, đang giữa chặng đường xa xôi, không nhà không cửa thì trời tối. Đồng Tử đành cắm chiếc gậy, chụp nón lên để trú tạm. Lào ngờ, ở khoảng canh ba, thấy xuất hiện lên thành quách, lâu đài, đá quý, giát châu báu, giường chạm trổ, màn trướng, cùng tướng sĩ thị vệ, văn võ bá quan như một triều đình riêng. Sớm hôm sau, dân trong vùng thấy sự lạ,
kính cẩn đua nhau mang lễ vật dâng cho cả hai vợ chồng Trừ Đồng Tử và Tiên Dung. Tin đồn về kinh đô, vua Hùng cho là Tiên Dung và Trừ Đồng Tử là những kẻ phản loạn. Vua sai đem binh mã đến hỏi tội. Binh lính nhà vua gần tới nơi, những người thân cận khuyên công chúa cho quân ra chống cự. Tiên Dung mỉm cười nói, ta có gây lên cơ sự này đâu, mọi việc đều do ý trời cả. Ta sống hay chết cũng nhờ trời, làm sao ta dám chống lại vua cha. Nếu cha ta phán quyết, ta cũng cam chịu. Khi binh lính nhà vua kéo gần tới nơi thì trời tối, đành hạ trại đóng quân. Vào lúc nửa đêm bỗng nổi lên một trận cuồng phong, chỉ trong khoảnh khắc cả tòa thành cùng người vật đều bay lên trời. Hôm sau người ta thấy một dải cát trơ trọi giữa đám đầm lầy mênh mông. Người đời sau gọi nơi này là bãi Tự Nhiên, nay thuộc xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Và đầm lầy ấy là đầm Nhất Dạ, đầm được hình thành trong một đêm, hay còn gọi là đầm Dạ Trạch. Truyền thuyết cũng kể rằng sau khi Trừ Đồng Tử truyền đạo cho Tiên Dung, hai người đi chu du. Một hôm đến địa đầu Ông Đình thuộc địa phận huyện Đông An, cũng gặp một người con gái khoảng 18-19 tuổi, có nhan sắc tuyệt trần, người nàng Đông Tảo, nay là xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tiên Dung hỏi chồng, người đó có phải chàng định lấy làm vợ bé chăng? Đồng Tử mỉm cười. Tiên Dung hiểu ý, bèn đến nói với cô gái rằng, làng là tiên hay người trần? Lang quân ta là người có tài mạo tuyệt vời, làng làm thiếp cũng thật xứng thay, ta với làng làm chị em cũng chẳng vui lắm sao? Người con gái nói, tôi chính là tiên nữ Tây Cung, không hẹn mà gặp, do trời hay do người? Tiên Dung nói, do trời thôi, rồi kết làm chị em, cùng đến chỗ Trừ Đồng Tử làm lễ giao kết. Sau đó ba người lại tiếp tục đi vân du. Lúc đó ở ấp Ông Đình có người chết vì dịch bệnh. Đồng Tử dùng gậy chỉ vào những người chết làm cho sống lại, ăn nói như bình thường. Tây Cung lấy một tờ giấy trắng, viết một chữ vào đó, đốt lên, lấy tàn cho những người bị bệnh dịch uống. Hàng trăm người đều khỏi cả. Già trẻ nàng Ông Đình kéo đến bái tạ. Rồi Trừ Đồng Tử lại dùng gậy, nón, hóa phép ra, đền miếu trao cho dân làng, đèn hương về sau. Ba người đi qua các vùng kim động tên nữ để hóa ra lâu đài nhà cửa như vậy. Sau cả ba đều bay về trời. Đền Đa Hòa được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1962. Đền do tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, người nàng Phú Thị, Tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đứng ra vận động nhân tài vật lực của nhân dân 8 thôn thuộc Tổng Mễ Sở cùng thập phương công đức để xây dựng tôn tạo năm 1894 trên nền một ngôi đền cổ. Tổng thể kiến trúc đền nằm trên một khu đất cao, rộng, bằng phẳng, hình chữ nhật, có tổng diện tích 18.720 m², bao gồm 18 nóc nhà lớn nhỏ. Con số này là sự gửi gắm ý tưởng của người xây dựng nhằm nhắc nhở người đời sau nhớ tới thiên tình sử của làng Tiên Dung vừa tròn 18 tuổi, diễn ra vào đời vua Hùng thứ 18. Di tích được chia làm hai khu. Khu ngoài rộng chừng 7.200 m², không có tường bao, nổi bật là nhà bia, cửa trổ ra bốn hướng. Hai tầng 8 mái cong, chịu ảnh hưởng của triết lý dịch học dưới bóng đa cổ thụ và trước mênh mông sông nước. Trước cửa phía tây treo bức đại tự ba chữ Trấn Giang Đâu, bút tích của tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, được xây dựng sát cạnh nền cũ của ngôi nhà bia đã bị thực dân Pháp phá dỡ. Từ nhà bia giữa hai hàng cây gạo, một loài cây bất tử, cây thiêng, có tuổi đời sánh ngang với tuổi của ngôi đền, và con đường lát gạch rộng khoảng 6 mét dẫn tới cổng chính vào khuôn viên đền. Tại đây hai cột trụ cao vút ngự trên đỉnh, hai con lân quay mặt vào lối đi, ngày đêm canh giữ ngôi đền. Tiếp đến là con đường lát gạch rộng 8 mét dưới những tán đa, cũng là một loại cây bất tử, cây thiêng, và những vòm nhãn thẳng tới nghi môn. Hai bên con đường này là nhà chuông và nhà khánh đá. Chuông và khánh đá đều được làm vào thời nhà Nguyễn. Ngọ môn gồm có ba cửa. Cửa chính là tòa nhà ba gian, rộng, cao, trên đỉnh lóc đắp nưỡng long trầu nguyệt. Trước cửa có treo bức đại tự lớn, bốn chữ Nho sơn son thếp vàng,
Bồng Lai cung quyết. Qua một khoảng sân lớn, lát gạch, sân đại là các nhà đại tế, tòa thiên hương, cung đệ nhị, cung đệ tam và cuối cùng là hậu cung. Lối liền các cung, các lóc là hai thảo xá, hai thảo bạt, hai nhà ngựa, hai nhà pháo đối diện nhau qua sân đại và sân chầu. Trước hết phải kể đến kiểu dáng nóc của 18 ngôi nhà lớn nhỏ. Đỉnh của tất cả các lóc đều hình con thuyền, loại thuyền dùng thì bơi trải, mũi cong, được đỡ bởi hai con vật có mặt rồng, mình sư tử. Nhân dân địa phương quen gọi là con vát. Nếu đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy 18 nóc nhà, cái ngang, cái dọc, cái cao, cái thấp, như 18 con thuyền đang quần tụ dập dần trên biếc lá. Lúc đó chắc hẳn trong ta sẽ sống động hình ảnh đoàn thuyền của công chúa Tiên Dung về bến sông này thuở Lào. Tòa Thiên Hương, tòa nhà có kiến trúc cao, thoáng, trang nghiêm. Toàn bộ phần mái hai tầng, tám mái cong, gửi gắm triết lý dịch học, ngói vẩy cá, đầu đao, cong được đỡ bởi tám cột gỗ vuông ở bốn góc nhà. Các đầu kê xà ngang, xà đùi được cách điệu là những con lân mặt hình rồng, mình sư tử. Bụng các xà ngang ngay dưới các đầu là các búp sen bằng gỗ trúc xuống, như thể trời ban hương xuống cho chúng sinh. Những đầu đao, bờ lóc chạm trổ tinh vi, đắp gọt tỉ mỉ, màu sắc rực rỡ, đập ngay vào mắt ta khi bước lên thềm. Tòa nhà này là bức đại tự ba chữ lớn sơn son thiếp vàng, giao quang cát, nơi ánh sáng hội tụ. Ở trong tòa nhà này có treo đôi câu đối nhắc đến một cách cô đọng truyền thuyết về Tiên Dung và Trừ Đồng Tử ở nơi này. Trong hậu cung là điện thờ Đức Thánh Trừ Đồng Tử và Nhị Vị Phu Nhân. Các bức tượng đều được đúc bằng đồng. Trừ Đồng Tử ngồi giữa, bên tả là Tiên Dung công chúa và bên hữu là Tây Sa công chúa. Những tượng đồng này đã từng bị giặc Pháp lấy đi lúc làm vũ khí nhưng lung mãi không chảy.